Mận hồng MSC, giống mận hồng dễ trồng, dễ chăm sóc nhưng lại cho ra những quả mận to, căng mọng. Nếu bạn đang vân vân trong việc lựa chọn một loại cam trái phù hợp cho nhà vườn thì mận hồng MSC chính là một trong những sự lựa chọn hợp lý nhất. Giống mận hồng MSC là giống cây chịu hạn khá tốt, đặc biệt phù hợp trồng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, cho ra trái sau 8 đến 12 tháng. Trái có trọng lượng khá lớn, son có vị ngọt lại ráo nước nên thuận tiện trong việc di chuyển xe. Để mua được những cây giống mận hồng MSC khỏe, tốt và chất lượng, bà con vui lòng liên hệ ngay đến số điện thoại trên màn hình hoặc truy cập website xuân nông.vn để được tư vấn tận tình nhé.